Giờ em đang có mặt ở đền Trình nè mọi người. Đền này thì có lâu rồi nhưng mà theo lời hướng dẫn của chị chèo xuồng hồi xưa đây là chỉ có con suối đi qua thôi. Rồi người ta mới hút đất lên để người ta làm đường á, thì nó mới có cái hồ nước thế này nè, chứ không phải là nó có tự nhiên ra. Nhưng mà cái đền này có lâu lâu rồi. Khu du lịch sinh thái Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Nơi đây đã được chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Tràng An với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm. Qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái, đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm. Danh thắng này là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa. Hệ thống núi đá, sông suối, rừng và hang động ở Tràng An rất hiểm trở, nên được vua Đinh Tiên Hoàng chọn làm thành nam, bảo vệ kinh đô Hoa Lư ở thế kỷ thứ 10, và sau đó nhà Trần sử dụng làm hành cung Vũ Lâm trong kháng chiến Nguyên Mông. Hiện nay, nơi này còn nhiều di tích lịch sử thời Đinh và thời Trần. Cái nhà nha, qua mình đến đây lúc 2 giờ sáng. Ui, đi đây đúng à? Ủa đúng rồi, hình như là 1-2 giờ sáng. Vậy em trả phòng luôn nha anh. Dạ vâng. Dạ. Ở đây em khiêng ra đây luôn. Ai. Rồi xong tụi em ở luôn, đi thến thẳng Tràng An luôn. Sáng giờ mới biết ở đây núi. Sáng giờ mới biết ở đây là xung quanh bao bọc là núi luôn. Chứ tối qua là không có nhìn thấy đường gì hết, nó không có đèn đường gì hết á. Sáng giờ mới thấy nó bất ngờ thiệt luôn á. Mình ở trong Tràng An mà ở trong núi luôn, giống như cái thung lũng vậy. Ở giống như cái cốc hay gì không biết gọi là, hay là một cái cốc được bao bọc bởi núi nè. Hồi tối qua đến là không thấy đường. Thấy cha bên đây đẹp hơn nè. Bát phở dê núi. Chanh này đây nó to với mình ha. Nhiều nước hơn. Thường thì mình sẽ ăn phở bò, phở gà. Nay mình được ăn phở dê. Cũng hơi lạ chút xíu. Ở trong khu Tràng An này rất là nhiều con le le nha mọi người. Một lát nữa mình sẽ giới thiệu mọi người một số con le le. Vì nó thấy mình là nó sẽ lặn mất nha. Nó nhát chi lắm. Nó nhìn nó nhỏ nhỏ chứ xíu nè. Kìa mọi người nè. Trong bài hát bắt kim thang á. Nó kìa. Ồ nó múc lần kia lượt mình. Đấy em đang quay gần lại đây. Đây mọi người thấy chưa. Đó. Bên quay gần cho mọi người thấy rõ con le le nha. Ui cái máy cái mè nó giật. Ơi. Khu vực Tràng An được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi hình cánh cung giữa vùng chim trũng ngập nước đã trải qua thời gian dài biến đổi địa chất tạo thành. Các nhà địa chất khẳng định khu Tràng An xưa là một vùng biển cổ qua quá trình vận động địa chất mà kiến tạo nên. Những khe nứt sinh ra do vận động đó dần dần hình thành các dòng chảy trong hang động đá vôi. Khu sinh thái hang động Tràng An như một bảo tàng địa chất ngoài trời. Tràng An gắn liền với những giá trị lịch sử văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất Giang Sơn, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư. Kinh đô Hoa Lư gồm 3 vòng thành liền nhau, thành Đông, thành Tây và thành Nam. Thành Đông nằm ở phía Đông, giáp với vùng đồng bằng, là nơi bố trí cung điện nên được gọi là thành ngoại. Thành Tây nằm bên trong, giáp với vùng núi non, là nơi của quan lại và khu vực hậu cần nên được gọi là thành nội. Thành Nam rộng hơn, là vùng cao hiểm trở để phòng thủ che chở kinh thành, hiện được gọi là Tràng An. Với đặc thù địa hình như vậy, kinh đô Hoa Lư được ví như kinh đô đá, với đặc điểm núi là thành, sông là đường, hang động là cung điện.
Tương truyền vua Đinh Tiên Hoàng muốn khẳng định kinh đô Hoa Lư cũng bề thế như kinh đô Tràng An của phương Bắc, nên sai Nguyễn Bạc thể hiện câu đối: Cô Việt quốc đương Tống khai bảo, Hoa Lư đô thị Hán Tràng An. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ đổi Hoa Lư thành phủ Tràng An, Đại La Thành Thăng Long. Danh xưng Tràng An chính thức gắn liền với cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Thành Nam Tràng An là hệ thống phòng thủ phía nam của kinh thành Hoa Lư, nên ở đây còn nhiều đền phủ dấu tích của các quan lại triều Đinh và nhà Trần sau này. Tại đây còn khá nhiều di tích lịch sử nằm sâu trong rừng mà du khách sẽ gặp trên chặng đường hành hương, tiêu biểu như đền Trinh, đền Trứ Trụ, đền Trần, phủ Khống, hành cung Vũ Lâm, đền Cao Sơn và đền Suối Tiên. Giờ em đang có mặt ở đền Trình nè mọi người. Đền này thì có lâu rồi, nhưng mà theo là hướng dẫn của chị chèo xuồng hồi xưa đây là chỉ có con suối đi qua thôi. Rồi người ta mới hút đất lên để người ta làm đường á, thì nó mới có cái hồ nước thế này nè, chứ không phải là nó có tự nhiên ra. Nhưng mà cái đền này có lâu rồi, mình sẽ dẫn ngoài tham quan cái đền này nha. Đền Trình là nơi thờ bốn công thần nhà Đinh, bao gồm hai vị Tả Thanh Trừ và hai vị Hữu Thanh Trừ. Đương triều họ là giám sát đại tướng quân, cai quản kho vàng cát bạc của vua. Tương truyền khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, triều đình rối ren, họ đã mang dấu Đinh Toàn tại đây để tránh sự truy bắt của Lê Hoàng. Khi Thái hậu Dương Vân Nga trao mũ áo long bào nhường ngôi cho vua thập đạo tướng quân Lê Hoàng, các ông đã không khuất phục và tổn tiết tại khu vực này. Nhân dân đã xây dựng ngôi phủ bên sườn núi để thờ các ông. Cho cá ăn nha các bạn, chỉ cần nè đưa tay như thế này nè đó, là đồ ăn nó sẽ rớt vô tay đó. Ngày xưa đây chỉ là một con suối nhỏ thôi nha mọi người, suối nhỏ chảy qua đây thôi, rồi bây giờ nó thành như thế này. Đền Tứ Trụ nằm cạnh đền Trình là di tích thờ bốn vị đại thần nhà Đinh, gồm Tể tướng Nguyễn Bạc, Ngoại giáp Đinh Điền, Thái sư Lưu Cơ và Thượng thư Trịnh Tú. Sách Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca cũng như thơ ca dân gian thường nói đến Tứ Trụ: Bạc, Điền, Cơ, Tú, tức là bốn người trụ cột của nhà Đinh. Tứ Trụ là bốn vị quan thân cận, cùng quê hương, cùng tuổi thơ với Đinh Tiên Hoàng đế, từng giúp vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Các vị đại thần Nguyễn Bạc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ hiện được thờ ở rất nhiều nơi, đặc biệt là vùng Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Tiến vào hang đục, độ dài 1000m, chắc mình sẽ ở trong đây 10 phút không? Đền Trần Ninh Bình do vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng cùng thời với đền Hùng. Sau này vua Trần Thái Tông về đây lập hành cung Vũ Lâm, tiếp tục cải tạo bề thế hơn nên được gọi là đền Trần. Đền Trần là nơi thờ thần Quý Minh, vị thần trấn cửa ải phía nam Hoa Lư tứ trấn. Đền còn có cái tên là đền Nội Lâm, là ngôi đền trong rừng. Đền Trần Nội Lâm cùng với Vũ Lâm, Văn Lâm hợp thành Tam Lâm dưới triều nhà Trần. Lễ hội đền Trần Ninh Bình diễn ra vào ngày 18 tháng 3 âm lịch hàng năm, cùng với lễ hội cố đô Hoa Lư, lễ hội chùa Bái Đính là những lễ hội lớn ở Ninh Bình. Là cái nhà mô hình truyền thống của người dân hồi xưa của Việt Nam nè, xây dựng đây thôi. Thì là được xây bằng đất với bùn với rơm trộn vào. Hồi xưa. Cho mình học hỏi thôi nha, chứ không phải là nhà này là một cái gì hết. Cái này cái giả nè.
là cối. Cối hả? Này là giả gì? Gạo. Ờ thì đó. Đi. Như bây giờ Việt Nam mình miền Bắc cái như là cái lối xây dựng mà của thời Trần với thời Lý thì tùy, giống như ngày mai mai mình sẽ đi Phan Xi Păng thì mọi người sẽ thấy cái cách xây dựng của thời Lý, còn đây là thời Trần. Trung tâm hành cung Vũ Lâm thờ vua quan nhà Trần, dưới triều của nhà Trần có danh thần Trường Hãn Siêu. Ông gốc là người Ninh Bình, là một danh sĩ nổi tiếng thời Trần và là môn khách đắc lực của Trần Hưng Đạo. Trường Hãn Siêu có tính tình cương nghị, học vấn, uyên thâm, có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 2 và lần thứ 3 trong giai đoạn vua Trần Nhân Tông. Về vùng đất này để tu hành thì sau đó danh thần Trường Hãn Siêu cũng đã lui về ẩn tu và lập am tu tập tại quê hương Ninh Bình. Chính vì vậy mà Trường Hãn Siêu cũng được nhân dân thờ tại khu di tích này.